là vì nó hỏi là con lập công quả cho chùa và công quả cho mấy người bệnh á, phước báo thế nào, phước báo thế nào, thì sẽ không không hiểu ở đây là quý vị hỏi có nghĩa là cái quả nó như thế nào hay là phước báo cái nào hơn cái nào, thì rất là trừu tượng, rất là mơ hồ. Thì bây giờ sư 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 thanh sư trả lời theo cái sự hiểu của sư đi ha. Nghĩa là đây sư hiểu ở đây quý vị hiểu là con làm công quả cho chùa và cái công quả cho mấy người nữ bệnh á, thì cái phước báo nào hơn, đúng không? Thì xin thưa, ở đây cái câu trả lời là không thể nói phước báo nào hơn cái nào được. Nếu mà nói phước báo cái nào hơn cái nào á, quý vị phải khi mà nói về cái mảng phước báo á, để đánh giá được cái nào hơn cái nào, thì quý vị phải đánh giá qua ba cái điều kiện, ba cái điều kiện mà trong chú giải có đề cập. Đó là thứ nhất là khi quý vị mà làm phước á, phước đây nói chung luôn nha, nhất là cái thành tựu về đủ phước. Thành tựu về đủ phước là sao, là cái đối tượng á, quý vị làm á, là ai, là cho Tam Bảo, là cho Tam Bảo, cho Phật, cho Pháp, hay là cho tăng, hay là cho hội chúng tăng, đúng không, hay cho những người giới hạnh, à, hay là những người giới hạnh. Đó là yếu tố nhất. Yếu tố thứ hai là cái thành tựu cái việc làm, hay là gọi thành tựu vật thí đó, cái hành động mà là mình bị làm đó. Cái hành động bị làm đó là nó có nghĩa là nó mang tính thiết thực hay không, nó thực sự giúp người ta không. Và cái thứ ba quan trọng là, ba quan trọng là cái thành tựu tâm ý. Thành tựu tâm ý thì cái câu hỏi mà hỏi trước á, cái hỏi trước các vị sẽ xem lại sư đã nhấn mạnh rồi đó, có nghĩa khi vị làm á, cái điều thiện thì phải phải cố gắng duy trì cái điều thiện đó ít nhất phải trong 3 thời, không trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Thì khi mà thỏa 3 điều kiện này nè, quý vị mới đánh giá được là cái phước nào hơn cái nào. Bây giờ sư ví dụ một trường hợp đi, ví dụ bây giờ sư trả lời, thí dụ nghe sư trả lời là làm cho chùa phước báo hơn, là sẽ dễ rơi vào cực đoan. Bởi vì sao, quý vị làm mang tiếng quý vị đi đến chùa làm cho chùa, nhưng mà quý vị đâu phải làm cái tâm thiện đâu, quý vị vô trọng quý vị làm cho chùa, không để rồi quý vị mong cái này cầu cái nọ, hay là thậm chí quý vị làm công quả cho chùa rồi. Ở đây sư không phải sư nói tiêu cực nha, nhưng mà chẳng may á, là có những cái vật dụng của chùa mà quý vị không hỏi chữ tăng, quý vị tùy nghi bị sử dụng cách bừa bãi, thì cái đó là phước hay là tội, đúng không ạ? À, thì thay vì á, một cái trường hợp mà quý vị nó bệnh, nhưng mà cái đối tượng này nè, người bệnh này nè, họ là những người bệnh nhưng mà họ có giới hạnh, đôi khi họ là tu sĩ, hay thậm chí không phải tu sĩ nhưng mà người là người mà giữ ngũ giới, giữ bốn quan thế giới, thì cái nào phước báo hơn? Rồi quý vị hiểu mà. Và xoay ngược lại cái trường hợp kia nữa, là nếu quý vị vô vô chùa, quý vị làm thân khẩu ý quý vị đều đặt hết cho chùa, ngon, quý vị làm một cái vị người hộ tăng, người cấp bí giá, à, người Arabica, ngon, thì phước báo đó có phải vô lượng không? Thì rồi quay lại cái trường hợp đó, nếu mà quý vị chăm sóc một người bệnh, ngon, mà cái người bệnh này không có giới hạnh, không có đức hạnh, à, thì cái nào phước báo hơn? Thì sư đưa ra những cái ví dụ đó, thì quý vị, chính quý vị sẽ là người trả lời cho quý vị câu hỏi này. Đây là một câu hỏi mở, cho nên không thể nào mà nói là cái phước báo nào hơn phước báo nào chứ. Muốn đánh giá được thì mình phải hiểu ba cái điều kiện mà sư vừa nói, và mình tự đánh giá chính bản thân mình, không thì mới biết phước nào hơn cái nào, chứ không thể mà nói cực đoan, nói cái phước nào hơn phước nào được. Dạ, xin kết thúc cái câu trả lời đây. Xin mời sư Xu Khá ý kiến về cái vấn đề này như thế nào? À, sư Tô Hoa, tại vì sư Tường trả lời rất là chuẩn, sư Hoàng Tệ trả lời là kỹ rồi. Những câu hỏi của ngày hôm nay sư chia sẻ thôi thì nó có liên quan với nhau. Mấy bạn chỉ thay đổi cái lời thôi, chứ còn cái ý nghĩa nó giống nhau. Mà trong đó là hai đại đức đã trả lời một cách gọi là chỉnh chu rồi. Sư cũng cảm ơn hai đại đức đã chia sẻ kiến thức Phật Pháp cho sư hiểu theo. Sao thúc.
Và sư á, ở cái câu thứ hai á thì sư tóm tắt lại như thế này. Đầu tiên á, là ở cái chuyện mà phước nhiều hay ít á, chúng ta xem ở cái đối tượng của mình á. À, cái đối tượng đó có phải là có giới hạnh hay là đối tượng đó không có giới hạnh, rồi nó sẽ quyết định là cái chuyện là cái phước nó nhiều hay ít. Cái thứ hai á, là cái đối tượng đó là cá nhân hay tập thể đó, thì nó cũng sẽ quyết định phước nhiều hay ít. Đối tượng cá nhân thì phước sẽ không nhiều bằng đối tượng tập thể. Và cái chuyện nữa đó, đó chính là cái sự nỗ lực của chúng ta ở trong cái chuyện làm phước như thế nào. Có người đó họ nỗ lực một cách mạnh mẽ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, họ nỗ lực rất là nhiều, thì như vậy đó cái phước báo của họ nó cũng được tròn đủ. Còn có những người đó họ nỗ lực một cách hời hợt, hoặc là nỗ lực một cách thiếu sót. À, trước khi làm thì thiếu, hoặc là trong khi làm bị thiếu, hoặc là sau khi làm bị thiếu, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là phước báo của mình đó. Và một cái chuyện nữa đó là sư nói là cái thái độ của mình đó, trong cái chuyện mà mình làm ngay cả cái chuyện mình làm công quả đó, mà mình làm theo cái kiểu là thích thì làm, không thích thì thôi. À, theo cái kiểu là tùy duyên, tức là tôi vui thì tôi làm, tôi không vui tôi không làm. Rồi có những chuyện mà mình nhận làm, sau đó là mình thờ ơ, rồi mình làm lơ, rồi mình bỏ luôn, mình làm không có trọn vẹn được, thì đương nhiên là cái phước nó sẽ rất là hạn chế nha. Thậm chí là mình còn mang một cái nghiệp là mình hứa mà mình không làm. Cái thái độ mà tốt của đó là gì? Mình xem cái chuyện mà mình công quả cũng vậy, mà chăm bệnh cũng vậy, mà mình làm với cái thái độ á, đây là cái trách nhiệm của mình với cái sự nỗ lực. Xin thưa với quý vị á, là không có ai cầu, không ai nhờ nha, cũng không ai sai, không ai bảo. Mình đã có lòng, một là nó có lòng mà công quả, hai là có lòng chăm bệnh, tức là cái mình cần lấy đó quý vị phải xác định rõ. Quý vị phải xác định rõ là khi quý vị công quả, cái quý vị cần lấy nó là phước. Quý vị đang tìm phước, quý vị đang lấy phước, chứ quý vị không có lấy tiền. Sư nói thẳng là sư rất là khỏe luôn á, phải nói là sư rất là khỏe với những ai mà đến với Tam Bảo hoặc là đến là chăm bệnh mà lấy tiền. Khỏe là khỏe như thế nào? Xong chuyện. Đưa tiền xong chuyện. Hoặc thậm chí có hư, có sai, có sửa, mình nói họ được. Còn mà mấy nhiều một số sẽ không nói hết, một số vị công quả sai mà động một tí xíu nghỉ. Tại tôi công quả mà, chứ tôi đâu phải là làm thuê cho ông đâu, rồi ông có quyền ông nói tôi. Cái vấn đề là như vậy. Cho nên cái thái độ nó rất quan trọng. Mình phải xác định rõ, nếu như mình làm vì phước thì mình phải có trách nhiệm để mình có phước. Mình làm vì tiền thì mình cũng có trách nhiệm mình làm vì tiền. Cái thái độ nó sẽ quyết định cái chuyện là cái phước mình nó nhiều hay ít. Ha. Và cái nữa đó là hồi nãy là cũng có nói tới đó, đó là gì? Cái mục đích của mình á là gì? Mình làm công quả, mục đích của mình á là để cầu công đức, để vợ đẹp con ngoan, rồi để nhà lầu xe hơi vân vân. Hay là mình làm công quả ở chùa phục vụ Tam Bảo để mình muốn sanh thiên, thì cái mục đích đó, đó nó sẽ quyết định cái chuyện là cái phước nhiều hay ít. Hay là mình làm công quả mà để mình hướng tới sự giải thoát giác ngộ, ha. Hoặc là mình làm cái chuyện là chăm bệnh á, cái mục đích chăm bệnh của mình để là cái gì? Là để do mình có lòng từ, mình thương rồi mình giúp, nó khác. Để mình mong cầu quả báo nhân thiên, nó khác. Để mình hướng đến sự giải thoát giác ngộ, nó khác. Đó, thì đó là những cái mà
hai vị là sư Tuệ Tường đã nói rồi, và sư tóm gọn lại để cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về cái chuyện là mình làm phước thì cái nào là phước nhiều hơn. Cho nên quý vị chỉ có nhìn thấy cái hình không à, nhưng mà cái chất lượng bên trong á, quý vị không để ý. Và sư qua cái câu hỏi tiếp theo.